chúng ta chào mừng cổ đông của trường chúng ta ngày hôm nay, thầy Huy Vũ. Wow. Xin chào mọi người, tôi là Uy Vũ, giám thị phụ trách kỳ này của lớp mình. Chúng ta sẽ có 3 phút để giải lao. Sau đó khi tiếng chuông cất lên, bắt đầu tính giờ. Anh Duy Anh, hình như tao có học cái này rồi. Mày bị mơ hả? Biết đây là ai không? Là ai? Hôm nay là con trai của tập đoàn tôi. Giang thì đi siêu khủng, đẹp trai, điều thiệp, lại còn học cũng cao nữa. Cũng đến hôm nay ông ấy về đây ấy, để tìm học sinh ưu tú để tuyển thẳng đối vào công ty ông ta với mức lương siêu khủng. What the fuck? Thật á? Có nhầm lẫn gì không vậy? Ông này mà lịch thiệp á? Nhìn như thế kia không lịch thiệp thì là gì? Mà hôm trước tại mình thấy ông này quán tam vậy. Hay hết. Mày bị méo à? Một người hoàn hảo như mấy làm sao vào những cái nơi mà bay bổng như thế được? Đã đến giờ. Bây giờ tôi sẽ phát bài cho thứ tư. Đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Cố gắng đừng có để đi lại nhá. Bắt đầu. Trong đó có gì vậy thầy? Nếu mà có, thầy có thể đọc cho cả lớp cùng nghe được không ạ? Thưa thầy, cho em đổ bài. Đừng thấy hoa nở nữa xuân về. Mình lại gặp nhau ở đây à? Lại là anh đấy à? Cậu cũng tài rồi đấy. Sáng ấy là học sinh ngoan, tối thì vào ba đi dây của từng bước. Anh lại quá khen rồi. Tôi thấy anh cũng đâu có kém cạnh gì đâu, mà có vẻ như cũng không như lời đồn cho lắm. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Cậu có tin, với chức vị của tôi ấy, dù cậu có là học sinh top 1 toàn trường ấy chăng nữa thì cậu cũng sẽ bị may mắn không giống tôi. Anh cứu lên hơi lâu đấy. Đã phải à? Hai đứa về cẩn thận nhá.
Ê, hay là anh em mình đi làm vài cơ bia nhỉ? Thi xong rồi cho đỡ căng thẳng. Thôi để chị khác đi, hôm nay tao mệt lắm. Ý gì mà, hôm nay tao khao. Cảm ơn thằng bạn nhắc bài cho tao. Mày cứ làm như hôm nay tao mới nhắc bài cho mày ấy. Nhắc hoài à. Vừa tao về nghỉ ngơi, tối đi làm nữa. Mệt chán, mà. Chán thật ấy. Bây giờ tao phải đi có việc rồi. Mai gặp lại nhá. Ừ, ok. Đi đi. Cho anh một cốc thêu, càng đắt càng tốt. Này, hỏi thật nha, ông anh biết đa cấp à? Cậu vẫn chưa tin tôi à? Ừ. Con ngu cứ tin cậu. Tin hay không ấy, thì tùy cậu. Nhưng mà cho một ly đi. Nãy giờ ngồi ở đây, quê quá. Wow, ngon đấy chứ. Ông chủ của chúng tôi tới rồi, mời thiếu gia. Gì cơ? Thiếu gia á? Bất ngờ chưa bà già. À, mà lần này tôi lại không mang tiền mất rồi. Lần sau gặp ấy thì tôi trả nhá. Nhưng mà đồ uống ngon đấy. Nghe nói anh ấy góp vốn đầu tư, cổ đông mới đấy, sắp thành sếp của bọn mình rồi. Lên nhà nào em ơi, cái cửa kìa. Em lên đây. Không biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ạ. Con người này lạ lùng thật đấy. Tại sao lại có hai người khác nhau như vậy?